các chuyên gia phân tích cho biết, mặc dù Trung Quốc có vẻ háo hức tham gia hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, nhưng trên thực tế, việc làm này có thể cản trở họ phát huy hết tiềm năng của mình do những quy định nghiêm ngặt của hiệp định. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Trung Quốc tập trung vào việc phát triển thị trường trong nước và trở thành cường quốc tiêu dùng mạnh mẽ, có thể hỗ trợ nâng cấp ngành công nghiệp và quá trình chuyển đổi kinh tế của chính mình. Mời quý vị cùng lắng nghe phân tích về vấn đề này. Ngày 5 tháng 10 năm 2015, 12 quốc gia vành đai Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu đã nhất trí tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hiệp định tự do hóa thương mại này được quảng cáo là sẽ thiết lập quy tắc thương mại mới của thế kỷ 21 và ngay lập tức thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Theo lời của Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama, chúng ta không thể để các quốc gia như Trung Quốc viết nên các quy tắc của nền kinh tế toàn cầu. Việc ký kết thỏa thuận này không gây ra cảnh báo ở Trung Quốc, ngược lại dư luận trong nước nhìn chung cho rằng tpp là sản phẩm của quá trình phi toàn cầu hóa do mỹ thúc đẩy trái ngược với sự ngược dòng này trung quốc vẫn ở vị trí bán ngoại vi trong phân công lao động quốc tế toàn cầu tự cho mình là quốc gia xây dựng tiêu chuẩn mới cho toàn cầu hóa và thương mại tự do tuy nhiên dựa trên các quy tắc của tpp hiệp định này rõ ràng không liên quan đến phi toàn cầu hóa ngược lại đó là sự nỗ lực rõ ràng của mỹ nhằm xây dựng xu hướng toàn cầu mới về tự do hóa mạnh mẽ hơn mà không có sự tham gia của trung quốc Ai cũng biết rằng sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế không nhất thiết dẫn đến quan hệ chính trị hòa hợp giữa các quốc gia. Trước khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới về WTO vào tháng 12 năm 2001, chính sách can dự của Mỹ đã nhường chỗ cho chính sách kiềm chế và can dự. Cuối năm đó, báo cáo đánh giá tư thế hạt nhân của Mỹ đã đưa Trung Quốc vào danh sách 7 quốc gia mà việc tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu vào họ có thể được biện minh nếu cần thiết. Câu hỏi vẫn được đặt ra là Liệu sự tăng trưởng kinh tế tốc độ cao thần kỳ của Trung Quốc trong thập kỷ vàng sau khi gia nhập WTO có lại diễn ra nếu không có sự thay đổi trong chiến lược quốc tế của Mỹ sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, chuyển từ cạnh tranh địa chính trị truyền thống sang chống khủng bố toàn cầu hay không? Việc Mỹ sẵn sàng kết nối Trung Quốc vào WTO chủ yếu dựa trên nhận định rằng vào thời điểm đó, Trung Quốc yếu đến mức không thể gây lo ngại cho Mỹ và việc đưa Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào hệ thống kinh tế toàn cầu sẽ phục vụ tốt hơn cho lợi ích kinh tế và chiến lược của Mỹ ở vùng Viễn Đông. Trong những năm gần đây, nghiên cứu của giới học giả về quan hệ quốc tế phương Tây chỉ ra rằng việc Trung Quốc gia nhập WTO đã thúc đẩy chứ không làm suy yếu lợi ích quốc gia then chốt của Mỹ ở vùng Viễn Đông. Tuy nhiên, giới tinh hoa chính trị Mỹ không bị đánh lừa bởi chiến lược số mình chờ thời của Trung Quốc. Nếu không vì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2009, thì Mỹ hẳn đã đẩy nhanh thời gian khởi xướng cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Trên thực tế, cùng với việc chính quyền Obama thực hiện chế lược xoay trục sang châu Á vào tháng 11 năm 2011, việc tách rời khỏi Trung Quốc ngày càng trở thành phương thức quan trọng để Mỹ kiềm chế Trung Quốc về kinh tế. Không giống như cuộc chiến tranh thuế quan mà chính quyền Donald Trump khởi xướng năm 2018, các cuộc đàm phán TPP do chính quyền Obama dẫn dắt là loại vũ khí kinh tế mạnh mẽ hơn để làm suy yếu Trung Quốc. Có ba khía cạnh then chốt của TPP so với WTO: TPP đặt ra tiêu chuẩn cao hơn về lao động và môi trường, cũng như những hạn chế nghiêm ngặt về trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Các quy định của WTO về cơ bản nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời hạn chế việc bắt kịp và vượt qua, khuyến khích các nền kinh tế hướng ngoại. Đồng thời những quy định đó cũng nhằm mục đích hạn chế chủ quyền kinh tế của các quốc gia thành viên liên quan đến việc duy trì và bảo vệ các doanh nghiệp của riêng mình, buộc các nước đi sau phải từ bỏ chủ nghĩa dân tộc kinh tế. Các quy tắc thương mại và kinh tế chống phát triển như vậy có thể khiến các nước đang phát triển rơi vào bẫy. Các quy tắc thương mại và kinh tế chống phát triển như vậy có thể khiến các nước đang phát triển rơi vào bẫy tăng trưởng mà không phát triển hay phát triển bán ngoại vi, còn gọi là bẫy thu nhập trung bình. Bí mật đằng sau sự tăng trưởng thần kỳ hướng theo xuất khẩu sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, nằm ở nhân quyền thấp và việc hủy hoại môi trường một cách bừa bãi. Việc nâng cao tiêu chuẩn trong hai lĩnh vực này, trong đó cho phép thành lập các công đoàn độc lập, sẽ trực tiếp làm suy yếu lợi thế về chi phí của các sản phẩm của Trung Quốc. Những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước sẽ cản trở đáng kể việc thực hiện các chính sách công nghiệp liên quan đến sản xuất tại Trung Quốc năm 2025, khiến cho các doanh nghiệp trong nước khó nâng cấp ngành nghề của mình. Bởi vậy, có thể nói sự xuất hiện của TPP không những làm suy yếu tiềm năng tăng trưởng của Trung Quốc mà còn hạn chế khả năng phát triển của nước này, gây trở ngại đáng kể cho quá trình chuyển đổi cơ cấu và hiện đại hóa của Trung Quốc. Trung Quốc phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khó khăn. Việc gia nhập TPP sẽ giúp duy trì các cơ hội thương mại ngắn hạn, nhưng điều này cũng có thể cản trở nghiêm trọng đến việc nâng cấp công nghiệp và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, việc không gia nhập ngay lập tức gây phương hại đến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vì nước này sẽ mất đi cơ hội thương mại do những tác động về đa dạng hóa thương mại của TPP. Những hậu quả xã hội và chính trị của việc không gia nhập khó mà dự đoán được, cho dù quyền tự chủ trong phát triển không bị ảnh hưởng. Tháng 3 năm 2018, sau khi Mỹ vĩnh viễn rút khỏi TPP hồi tháng 1 năm 2017 dưới thời chính quyền Donald Trump, các nước thành viên còn lại dưới sự dẫn dắt của Nhật Bản đã đạt được một thỏa thuận mới và đặt lại tên là CPTPP. Hiện nay, điều khó hiểu là việc Trung Quốc đang cân nhắc có tham gia CPTPP hay không. Ngày 16 tháng 9 năm 2021, tức là một ngày sau khi Liên minh quân sự Auskert bao gồm Australia, Anh và Mỹ được thành lập, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chính thức nộp đơn đăng ký gia nhập CPTPP, thể hiện rõ ý định giảm bớt áp lực địa chính trị ngày càng nặng nề. Tính cấp thiết của động thái này đã được nhận thức trên toàn cầu. Sau đó, việc gia nhập CPTPP đã được đưa vào báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, cuối tháng 10 năm 2022. Quyết định đẩy nhanh việc gia nhập CPTPP đã được nhấn mạnh hơn nữa tại hội nghị công tác kinh tế Trung ương hồi tháng 12 năm 2022. Động lực thúc đẩy Trung Quốc nhanh chóng tham gia CPTPP cho thấy tầm quan trọng của hiệp định này vượt ra ngoài những cân nhắc địa chính trị và được ưu tiên trong việc giải quyết những thách thức kinh tế hiện nay. Xét cho cùng, việc duy trì tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với tính hợp pháp của chế độ. CPTPP cũng còn mang hàm ý thiêng liêng là buộc phải cải cách và gia nhập thế giới lần thứ hai. Điều đáng chú ý là lập luận như vậy đã tồn tại dai dẳng kể từ khi Trung Quốc tìm cách gia nhập WTO vào cuối những năm 1990. Tuy nhiên, các lực lượng bên ngoài vẫn cần thúc đẩy thay đổi thể chế ở Trung Quốc, bất chấp 45 năm cải cách và mở cửa. Chẳng phải điều này chứng tỏ hệ thống đã trở nên đình trệ, không có khả năng tự chuyển đổi hay sao? Ngoài ra, cái giá phải trả rất cao khi gia nhập WTO cách đây 22 năm đã được miêu tả là một hình thức cưỡng bức cải cách. Thuật ngữ phổ biến lúc bấy giờ là chính phủ gia nhập WTO, có nghĩa là gây áp lực buộc chính phủ phải phát triển theo hướng cởi mở, công khai minh bạch và pháp trị. Kết quả của áp lực này là điều mà ai cũng có thể thấy rõ. Hơn nữa, như cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã nói, tăng trưởng dựa vào xuất khẩu có thể không bền vững đối với Trung Quốc về lâu dài. Kể từ khi chính thức đưa ra khái niệm nội tuần hoàn, lưu thông trong nước vào tháng 5 năm 2020 và sau đó đề xuất xây dựng thị trường trong nước rộng lớn, coi đó là chiến lược chính để đối phó với những cuộc chiến tranh thương mại và cuộc chiến tranh lạnh mới, Trung Quốc vẫn bám vào tư duy hướng ngoại và tỏ ra lo lắng khi làm vậy, một lập trường dễ dàng bị các đối tác đàm phán lợi dụng. Làm thế nào Trung Quốc có được liều thuốc chữa bách bệnh để vượt qua những khó khăn kinh tế và tiến tới phát triển độc lập? Phải chăng nếu không gia nhập CPTPP, thì Trung Quốc, với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sẽ đi vào đường cùng. Việc Mỹ rút khỏi TPP khi đó là một sai lầm chiến lược. Tuy nhiên, chính quyền Biden của Đảng Dân Chủ đã cho thấy họ không có ý định quay trở lại hiệp định này khi chính phủ Mỹ đang mạnh mẽ theo đuổi chủ nghĩa dân tộc kinh tế để khôi phục tính cạnh tranh của mình. Cần lưu ý rằng, bản thân Mỹ là một thị trường rộng lớn và giữa nước Mỹ tài công nghiệp hóa, cạnh tranh mới và CPTPP, không cần nói ai cũng biết, ai cần ai hơn một quốc gia như Mỹ, vốn hết sức coi trọng chủ quyền của mình và rõ ràng đánh đồng an ninh kinh tế với an ninh quốc gia sẽ không gia nhập CPTPP trừ khi CPTPP đáp ứng được các yêu cầu về lợi ích quốc gia của Mỹ. Kể từ khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, giới tinh hoa trên khắp thế giới đã công nhận và đánh giá cao tầm quan trọng của việc có thị trường trong nước rộng lớn cho sự tồn tại và phát triển của quốc gia. Trung Quốc đã có quy mô dân số và địa lý giống như một đế chế, lợi thế mà nhiều quốc gia thèm muốn với các biện pháp cải cách chính trị và kinh tế phù hợp, đặc biệt là việc xây dựng một thị trường trong nước thống nhất, Trung Quốc có thể biến thành một cường quốc tiêu dùng hùng mạnh, có khả năng hỗ trợ nâng cấp ngành công nghiệp và quá trình chuyển đổi kinh tế của mình. Điều này, bản thân nó có thể trở thành con bài thương lượng thuận lợi cho Trung Quốc trong các cuộc đàm phán ngoại giao và có khả năng dẫn đến việc phát triển tự chủ với chi phí mở cửa tối thiểu. Phải chăng cách tiếp cận này không thuận lợi hơn cho những lợi ích quốc gia dài hạn của Trung Quốc so với triển vọng đầy rủi ro và bất chắc của việc gia nhập CPTPP. Không có bữa ăn trưa nào miễn phí, một đất nước mất đi khả năng tự đổi mới của mình và sử dụng các biện pháp quyết liệt dựa vào áp lực để thúc đẩy tiến bộ, khó có thể có được tương lai tươi sáng. Dám giải quyết những vấn đề của chính mình, đặc biệt là những thiếu sót mang tính hệ thống và dựa trên điều này để định hình lại sự đồng thuận mới cho cải cách và phát triển nên là sứ mệnh lớn và trách nhiệm lịch sử của các chính trị gia Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc phát triển chiến lược thị trường rộng lớn của chính trung quốc rút ra bài học từ lịch sử và theo đuổi phát triển tự chủ